Kiki à, con có thể mua chuyện đồ giúp mẹ không? Hectic. Trước tiên con cần để đồ chơi vào tủ khóa và không được mang vào siêu thị. Chúng ta mua sắm tại siêu thị nào. Cần mua gì nhỉ? Hãy đến và xem thôi nào. Hãy nhớ mua những món đồ này. Chúng ta nên mua gì trước đây? Khu bán bánh gato. Quý khách thích loại bánh gì? Chúng ta không cần mua những món đồ này. Khu bán đồ chơi. Con thích đồ chơi này. Món đồ này ở đâu nhỉ? Khu bán quần áo. Quý khách muốn loại trang phục và giày nào? Ha ha, món đồ này thật đẹp, còn rất quý thích. Khách có thể mặc thử nếu thích. Nó hoàn toàn vừa vặn với quý khách. Đẹp trai quá. Tôi đã chọn xong rồi, cảm ơn. Tuyệt vời, chúng ta đã có mọi thứ chúng ta cần. Hãy thanh toán nào. Xin chào, vui lòng đặt các món đồ của quý khách trên quầy. Áo. Khu bán bánh gato. Vịt đồ chơi. Giày. Bà muốn thanh toán bằng cách nào? Tiền mặt. Cảm ơn. Việc bạn tự mang túi mua sắm khi đi mua sắm. Con yêu, cảm ơn con đã giúp mẹ. Con giỏi lắm. Mật khẩu của chúng là gì nhỉ? 829 9. Miu Miu, chúng ta đã đến siêu thị tuyệt rồi. Quá, còn thích đi. Trước tiên cần để túi vào tủ khóa và không được mang vào siêu thị. Con đã sẵn sàng mua sắm ở siêu thị. Chúng ta nên mua gì nhỉ?
hãy đến và xem thôi nào. Hãy nhớ mua những món đồ này. Chúng ta nên mua gì trước đây? Cô bán hoa quả và rau. Con yêu, chúng ta hãy xem những loại hoa quả và rau củ mà chúng ta cần. Cà chua. Cà chua. Lê. 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 Nếu muốn biết cân nặng thì phải bấm vào đâu nhỉ? Đã cân xong hết rồi, bạn thật là giỏi. Khu bán cá. Chúng ta cần mua những con cá chúng này. Chúng ở đâu nhỉ? Hãy bắt chúng. Bạn đã chọn sai rồi. Bạn đã chọn sai rồi. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Khu bán mỹ phẩm. Quý khách thích loại mỹ phẩm gì nào? Cái này thật đẹp, tôi muốn mua cái này. Quý khách có thể thử các màu sắc yêu thích trên khuôn mặt. Vẫn chưa mua được một số món. Chúng ta không cần mua những món đồ này. Khu bán đồ ăn nhẹ. Có nhiều món ăn vặt quá, còn muốn những món này. Tuyệt vời, chúng ta đã có mọi thứ chúng ta cần. Hãy thanh toán nào. Xin chào, vui lòng đặt các món đồ của quý khách trên quầy. Bàn chải. Bánh. Quả hồ chăn. Cà chua. Lê. Khu bán cá. Bà muốn thanh toán bằng cách nào? Thanh toán qua điện thoại. Bạn đã mua rất nhiều sản phẩm. Tôi tặng bạn một vé rút thăm may mắn này. Chúc bạn giành được giải thưởng thật lớn. Việc bạn tự mang túi mua sắm khi đi mua sắm. Con yêu, cảm ơn con đã giúp mẹ. Con giỏi lắm. Hãy nhớ lấy đồ con để trong tủ khóa. Mật khẩu của chúng là gì nhỉ?
1, 7, 6 1 7 6 Miu Miu, cùng đi mua sắm ở siêu thị nhé. Thật tuyệt. Chúng ta nên mua gì nhỉ? Kiểm tra danh sách mua sắm. Chúng ta cần mua những thứ này. Chúng ta nên mua gì chứ? Mua được một số món. Khu bán đồ uống. Con yêu, con muốn uống gì nào? Con thích những loại đồ uống này. Đừng quên đóng cửa. Khu bán hoa. Quý khách thích loại hoa gì? Con thích những bông hoa này. Hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng. Hoa huệ tây. Hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Con yêu, chúng ta hãy xem những đồ dùng thiết yếu hàng ngày mà chúng ta cần. Khu bán phụ kiện. Chúng ta có nhiều phụ kiện đẹp. Quý khách muốn xem đồ gì? Tôi muốn những món này. Kính. Nó hoàn toàn vừa vặn với quý khách. Cà vạt. Tuyệt vời. Chúng ta đã có mọi thứ chúng ta cần. Hãy thanh toán nào. Xin chào. Vui lòng đặt các món đồ của quý khách trên quầy. Khăn. Hoa. Trà sữa. Sữa. Nước chè. Kính. Cà vạt. Bà muốn thanh toán bằng cách nào? Thẻ tín dụng. Cảm ơn. Việc bạn tự mang túi mua sắm khi mua sắm tại... Con làm tốt lắm, con yêu. Cảm ơn sự giúp đỡ của con.